Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa điện tử. Bản tin ngày hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Thanh Hóa biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2020-2022. Tăng lương đối với cán bộ công chức viên chức từ năm 2023. Việt Nam phát hiện ca cúm AH5N1 trên người sau hơn 8 năm. Giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2022 chính thức khởi tranh vào ngày 22 tháng 10. Thông báo về việc thi hành kỷ luật đảng viên. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, 100 đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, đại diện cho 4.352 trưởng ban công tác mặt trận trong toàn tỉnh, vinh dự được biểu dương. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả 2 năm phát huy vai trò của trưởng ban công tác mặt trận, khẳng định những kết quả, thành tích và vai trò của cán bộ mặt trận cơ sở, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác mặt trận ở cơ sở, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Trong 2 năm qua, cùng với hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua trên mọi lĩnh vực, phát huy sức mạnh của nhân dân tại cộng đồng dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức triển khai tập trung, thống nhất, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự về những hoạt động nổi bật của trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu, nghe các tham luận của các điển hình trưởng ban công tác mặt trận, nghe phát biểu của lãnh đạo tỉnh và biểu dương, trao thưởng các cá nhân tiêu biểu. Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng trên một tháng, tăng khoảng 20,8%. Vấn đề tăng lương cơ sở được nhiều chuyên gia lĩnh vực lao động, việc làm nhận định sẽ sớm triển khai nhằm giảm bớt khó khăn cho người lao động. Cùng với tăng lương cơ sở, chính phủ cũng đề xuất tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, áp dụng cho đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả, hỗ trợ thêm với người nghỉ hưu trước năm 1995, tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở. Dự kiến việc thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, riêng điều chỉnh tăng phụ cấp nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong bối cảnh công việc của cán bộ công chức nhiều và áp lực ngày càng lớn, đặc biệt, việc giảm biên chế thì mỗi cán bộ đang phải làm nhiều việc hơn. Do vậy, để cán bộ công chức, viên chức làm việc tốt, hạn chế hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng, thì một trong những giải pháp là tăng lương. Nhiều người mong rằng không chỉ dừng lại việc tăng lương cơ sở, mà trong năm 2023 hoặc trong thời gian sớm nhất, chính phủ nghiên cứu tăng nhiều chính sách tiền lương để giúp cho cán bộ công chức cơ bản sống bằng lương. Vì thực chất đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển. Ngày 20 tháng 10, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm, ngày 17 tháng 10, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế ghi nhận một trường hợp nhiễm cúm AH5N1, bệnh nhân là nữ, 5 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ. Đây là ca bệnh cúm AH5N1 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận 128 trường hợp nhiễm cúm AH5N1, trong đó có 64 người tử vong, chiếm gần 50%. Liên quan đến ca bệnh này, ngày 20 tháng 10, tại hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch và công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Trần Như Dương cho biết, ngay sau khi xác định được ca bệnh, Viện đã cử đội phòng chống cơ động lên Phú Thọ đến địa bàn bệnh nhân sinh sống và cùng phối hợp với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và địa phương để cùng phối hợp điều tra dịch tễ. Đoàn đã lấy 65 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc với bệnh nhân, kể cả tiếp xúc xa và tiếp xúc gần. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với cúm AH5N1. Hiện tình hình sức khỏe của những người tiếp xúc với bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị ngành y tế các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều tra các trường hợp người nghi nhiễm các chủng cúm gia cầm, xử lý sớm, triệt để ổ dịch tại các địa phương, rà soát các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, phòng chống cúm gia cầm trên người, xây dựng phương án phòng chống dịch, đồng thời phối hợp với ngành thú y địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm trên gia cầm để có các biện pháp dự phòng lây sang người và chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đáp ứng. Cúm AH5N1 là chủng cúm rất nguy hiểm do có độc lực cao, có thể gây diễn tiến khó lường theo chiều hướng phức tạp.
tỷ lệ biến chứng và tử vong cao người từ 50 đến 60% trường hợp mắc. Do vậy, khi có yếu tố dịch tễ, sốt và có triệu chứng viêm long đờm hô hấp cần đến bệnh viện xét nghiệm, khẳng định bị mắc virus cúm nào để có kế hoạch điều trị phù hợp. Lần đầu tiên, giải bóng đá nhi đồng ở phạm vi rộng, quy mô lớn dành cho lứa tuổi U8 và U10 sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa với tên gọi Giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2022. Đây sẽ là ngày hội bóng đá dành cho lứa tuổi nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Giải do báo Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2022. Ngày mai 22 tháng 10, Giải bóng đá nhi đồng Cúp báo Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2022 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Quảng Xương. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đấu cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho các cuộc tranh tài. Theo kế hoạch, giải có 2 bộ giải, gồm giải dành cho lứa tuổi từ 8 tuổi trở xuống U8, sinh từ năm 2014 đến năm 2016, và 10 tuổi trở xuống U10, sinh từ năm 2012 đến năm 2013. Các cầu thủ tham gia giải là học sinh đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, trường phổ thông, có nhiều cấp học trong năm học 2022-2023, đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe thi đấu môn bóng đá. Đây là hoạt động nhằm phát triển phong trào bóng đá học đường, khuyến khích các em tham gia luyện tập bóng đá, rèn luyện thân thể. Trên cơ sở đó, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng bóng đá cho tỉnh nhà, thành lập đội tuyển tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Tại giải đấu lần này, lễ khai mạc, các trận thi đấu tại vòng bán kết và 2 trận chung kết lứa tuổi U8 và U10 sẽ được live stream trên các nền tảng số của báo Thanh Hóa. Từ nội dung phản ánh của báo Thanh Hóa về bất cập những bãi tập kết nguyên vật liệu trên tuyến Nghi Sơn Sao Vàng, đoạn qua địa phận huyện Nông Cống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng cát, đá, gạch trên địa bàn, đồng thời thông báo kết quả sau khi tiến hành kiểm tra. Theo đó, kết quả kiểm tra như sau. Tại điểm nằm bên phải tuyến đường tỉnh DT506 Nghi Sơn Sao Vàng, thuộc địa phận xã Minh Khôi, có một điểm tập kết bán cát, gạch, qua xác minh là đất vườn của hộ gia đình. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng, không có biện pháp che chắn, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại điểm bán cát, vị trí nút giao thông đường đi Ủy ban Nhân dân xã Tế Nông với đường tỉnh DT506, chủ hộ có giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, việc bán cát của hộ gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh do chưa thực hiện các biện pháp về môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tại điểm bên phải tuyến thuộc địa phận xã Hoàng Sơn, chủ hộ chưa cung cấp giấy phép kinh doanh, khu vực tập kết không có biện pháp che chắn, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tồn tại nêu trên, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã Minh Khôi, Tế Nông, Hoàng Sơn tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có đối với các điểm kinh doanh cát, gạch, đá nêu trên, lập biên bản kiểm tra vi phạm theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát các điểm tập kết kinh doanh vật liệu cát, đá, gạch trên địa bàn, xử lý vi phạm nếu có, hướng dẫn các hộ kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng. Tình trạng sạt lở xâm thực bờ biển tại thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa đang diễn ra nghiêm trọng với mức độ xâm thực từ 150 đến 200 m, kéo dài 1,5 km, khiến cho người dân nơi đây luôn trong tình trạng bất an. Thời gian gần đây, tại khu vực phía đông nam thôn Tân Xuân, xã Hoàng Phụ, đoạn từ cửa bến cá xã Hoàng Phụ đến cồn ngoài, khu vực tiếp giáp với cửa Lạch Hới, đã xảy ra hiện tượng biển xâm thực mạnh. Cụ thể, tổng chiều dài phạm vi xâm thực khoảng 1,5 km, chiều sâu xâm thực có điểm lên tới 200 m. Tổng diện tích bị xâm thực là 0,6 hectare. Số hộ dân bị ảnh hưởng là 5 hộ. Thôn Tân Xuân bị biển xâm thực một cách nhanh chóng đã làm mất đi một phần diện tích đất sử dụng của người dân, đất quản lý của xã và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân và nguy cơ mất an toàn đối với người dân địa phương. Theo Trung tá Lường Văn Giảng, cán bộ trạm kiểm soát biên phòng Lạch Hới thuộc đồn biên phòng Hoàng Trường, thì hiện tượng xâm thực đã bắt đầu diễn ra cách đây khoảng 2 năm. Tuy nhiên, hiện tượng xâm thực mạnh nhất khoảng 7 tháng trở lại đây. Trạm biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương xác định 3 vị trí để đo mức độ xâm thực. Có những giai đoạn xuất hiện con nước lớn, tình trạng xâm thực ăn sâu vào đất liền trên 10 mét. Trước tình trạng trên, trạm biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Phụ, lãnh đạo thôn Tân Xuân, tăng cường kiểm tra, quản lý, nắm chắc tình hình di biến động, hiện tượng biển xâm thực để sẵn sàng có phương án ứng phó.
Tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên. Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 đồng chí: Nguyễn Thị Nga, nguyên cán bộ phòng kinh doanh chi bộ Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Hóa, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt tội đánh bạc, xử phạt 24 tháng tù. Nguyễn Sáng, đảng viên chi bộ chi nhánh xây lắp 5, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, Công ty Cổ phần, đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt tội đánh bạc, xử phạt 21 tháng tù. Nguyễn Trọng Phong, đảng viên, nguyên kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống, thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đỗ Thị Giang, đảng viên chi bộ phòng bồi dưỡng nâng cao trình độ, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, bị Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạm tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức, xử phạt 36 tháng nhưng cho hưởng án treo. La Đức Dũng, đảng viên chi bộ phòng giáo dục thường xuyên và ngoại ngữ tin học thuộc Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, bị Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, xử phạt 36 tháng nhưng cho hưởng án treo. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Ác quỷ Enigma, sức mạnh vượt thời gian. Enigma, timeless power.